Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel Mỹ Trình Realtor. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho mọi người căn nhà ở thành phố là West Covina, zip code là 91791. Đây là một cái zip code là khu rất là tốt ở thành phố là West Covina. Okay. Thì căn nhà này á, là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, là diện tích bên trong á, là 1821 square feet, xây vào năm 1955, còn miếng đất á, là 8628 square feet. Diện tích á, 8600 square feet á, ở thành phố West Covina, zip code này á, thì nó hơi bé tí so với những cái zip code lân cận, so với những cái nhà lân cận. Nhưng mà kiếm ở vòng vòng San Gabriel Valley mà giúp mà cái lot á hơn 8600 cũng không phải là dễ lúc này đó. Giá đang hỏi đòi hỏi á, là 880.000. 880.000 á là khu này á 3 ngủ 2 tắm trở lên là 800 nữa hết rồi đó. Nhà này đang đòi hỏi á là 880.000 thì nó cũng có lý do của nó, là tại vì á họ đã sửa hết rồi, mình sẽ sẵn sàng dọn vô thôi. 4 ngủ 2 tắm nữa đó. Thì Mỹ sẽ quay khung cảnh xung quanh của căn nhà, rồi bắt đầu mình sẽ vào trong coi chi tiết của căn nhà, tại sao cái giá đòi hỏi nó lên tới là 880.000 bạn nha. Thì bây giờ Mỹ xin chào mọi người. Đây là khung cảnh phía trước của căn nhà. Thì căn nhà này nó nằm là ngay cái góc đường ngã ba, giữa đường là Middle với Cortex. Đường Cortex đó, thì chạy ngang đó đó. Thì con đường nào Cortex này á, là nó song song với Freeway 10 đó. Nó gần với cái công viên bự của nó, công viên sáng bên này nè, mình đi bộ là tới công viên đó rồi. Còn Freeway 10 á, là cái hướng bên đó, hướng nọt ha. Thì chỗ này thì nó có gần là IKEA của, gần IKEA, gần Walmart, gần Target nữa. Ra vào Freeway rất là thuận tiện, trong vòng một mai là tới Freeway rồi. Thì cái khu này là yên tĩnh ha. Đây là phía trước căn nhà. Thì bề ngang của căn nhà là 80 feet, chiều sâu của nó là 110 feet. Đây, driveway rất là rộng đúng không? Mình đậu xe 6, 7, 8 chiếc còn được hết luôn hả? Không? Hai xe gara nó thả siêu trong căn nhà. Thì nhà này á, là slab, không có foundation ha. Nhưng mà họ đi đường ống nước đồ hết rồi, sơn nguyên ngoài đồ hết rồi. Rất coi như là sẵn sàng dọn vô đó. Đây hai xe gara nè, không có, chưa có insulation ha. Cửa tự động luôn. Máy giặt máy sấy lại trong gara. Vào trong căn nhà thì mình khi mà mở cửa kính, cái cửa của này nè, không, cái cửa của nó là modern bây giờ không đó. Thì khi mà mình mở cửa ra đó thì mình sẽ thấy là cái phòng cách fireplace, cái floor của nó đó là bằng gỗ thiệt. Ok rồi, đây là cái sơ lược lướt qua cái layout của căn nhà. Bên đó là playroom. Family room nè, phòng khách nè, thấy không? 4 phòng ngủ 2 tắm á, là bên tay trái của mình hết. Rồi bên tay phải của mình á, là nhà bếp. Đây, nhà bếp là mới hết, cabinet là mới hết luôn ha. Countertop nè, canai luôn nè ha. Màu rồi nhìn thấy sang trọng thôi mà ha, cũng bự nữa ha. Cabinet đó là self close luôn nha. Self close luôn. Mỹ thích đó, là Mỹ thích cái pantry của nó không? Cái này kéo ra dễ không? Mình đừng đồ không có gớt ra ha. Van có máy hút, có máy hút luôn, microwave. Không có cái hút ha.
như cay mạnh luôn. Nói chung là cabinet là mới hết rồi, không có dấu hiệu leaking gì hết. Thì cái chỗ kitchen này Slendor đó gọi là ga đằng sau cái bát da, mình sẽ review cái bát da sau đi ha. Ok, cái chỗ phòng khách này á thì nó nhà là double pan hết rồi. Chỗ này á là playing room cũng được nè, family room cũng được nè, muốn một phòng extra master cũng được nữa nè. Thôi mình chỉ ngăn ra thôi. Đó, đèn là LED light hết rồi, nhưng mà trên ceiling á là popcorn nha. Cái phòng này mà làm một cái phòng bự rồi hả, còn gì bằng. Carpet á, thảm á là thảm mới luôn. Okay. Rồi, nhà á là central air, central heat luôn nha. Bây giờ á là mình vào cái hallway mình coi 4 ngủ 2 tắm như thế nào ha. Thì ngay chỗ cái hallway này á là có closet nè không? Mới hết luôn. Okay. Phòng ngủ đầu tiên nè. À, floor là bằng gỗ luôn nè, sơn hết rồi, đèn này ha, này là 4 inch, popcorn vẫn còn, okay. Window là quá rộng luôn nè, không nhìn mình nhìn ra con đường cortex nè, glass slide door closet luôn, đây, còn đây á là nhà tắm chung, không. Vanity mới luôn, sink cũng mới luôn, toilet mới luôn, floor là bằng gạch luôn, nhà tắm đứng ha, nhà tắm đứng, có shower, hai cái shower, rồi. Phía trong đây nữa là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ này cũng nhỏ thôi. Thì một window là mình nhìn hướng ra ngoài cortex, còn một cái thứ hai này á là nhìn ra đằng trước căn nhà này. Sẵn sàng dọn vô hết rồi ha. Đây, phòng ngủ thứ ba này á gọi là master, tại vì có là nhà tắm ở trong đây luôn nè. Slender closet luôn ha, cửa sổ là nhìn ra đằng trước căn nhà. Okay. Đây cũng là nhà tắm đứng luôn nè. Bán cái gì là mới luôn ha. Đây phòng ngủ thứ tư, cửa sổ bề ngang của nó rộng không, mình nhìn ra đây là nhìn ra phía trước này, chỗ driveway nè, thì nhà này á có một cái đó là tại vì nhà này splash và không có foundation, cho nên á mình nhìn thấy khi mình bước vào á thì nó không có được cao, hay là mình nhìn thấy á là cái độ khoảng cách giữa cái nóc với cái ceiling á nó nhỏ ha. Cho nên á khi mà mình đi á là mình thấy á là cái roof á, mí nhà đó thì nó thấp hơn so với những căn nhà khác ha. Đó, còn dòng điện á thì là 200A rồi. Rồi tankless water luôn nè. Mới luôn nè ha. Này là outdoor. Đây. Hàng rào phía sau á thì block wall rồi. Còn hai bên không á là hàng rào cây. Đây là khung cảnh phía sau của căn nhà. Nha. Group thì vẫn còn mới nè. Đó, phía sau đây mình có thể là trồng cây hay trồng rau, sinh hoạt gia đình cũng được.
cái này mà che cái máy che ra chút xíu chỗ này là mình làm mình ngồi sinh hoạt gia đình barbecue cũng được. Đó là sơ lược lướt qua của căn nhà 4 ngủ 2 tắm cho là 1.821 square feet, giá đang đòi hỏi á, là 880.000 thôi. Ở thành phố là West Covina, zip code là 91791. Cái loss của nó đó là 8.628 square feet. Nhà này á, lên thị trường á, cũng có là 3 ngày thôi. Thì khu vực này á, giá sẽ không dưới 800. Even là thậm chí nhà mà 3 ngủ 2 tắm. Cho nên nhà này đang đòi hỏi là 880.000 thì nó cũng là có lý do của họ. Thì nhà sẵn sàng dọn vô nữa, tất cả đều nhìn mới hết rồi, và chỉ cần dọn vô thôi, anh ở thôi. Đặc biệt cái nhà bếp họ đã remodel lại hết. Có island, granite countertop, rồi cabinet mới nữa. Thì nếu như mà cô chú anh chị và các bạn có câu hỏi chi tiết hay thắc mắc gì, có thể liên lạc Mỹ số điện thoại là 626 297 7414, 626 297 7414. Mỹ xin chào và tạm biệt, bye bye.